bạn lại là mình Hà Cỡ Channel đây. Hiện tại thì mình đã có mặt ở nhà ga số 3 của sân bay Sukarno Hatta, sân bay lớn nhất ở Indo các bạn. Và cái nhà ga số 3 này á cũng là nhà ga mới nhất, hiện đại nhất, rộng lớn nhất trong khuôn khổ 3 cái nhà ga ở sân bay Sukarno Hatta. Cùng mình đi vào bên trong khám phá ha. Ga số 3 này như thế nào? Trời ơi, cá nhân mình cảm thấy rộng lớn khủng khiếp luôn á các bạn. Nhà ga số 3 này có diện tích khoảng 422.804 m². Riêng phần trần nhà ga đã có chiều cao lên đến 27 m các bạn nhà, tạo nên một không gian rất là rộng rãi và thoáng đãng. Hiện tại đang là tháng Ramadan nên là các bạn có thể thấy ngay ở trong chính sân bay á, người ta cũng trang trí. Và đây là cái mô hình nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia các bạn. Nằm ngay giữa sân bay, mình cũng tò mò không biết đây là cái trụ gì á cả nhà. Để mình lại mình xem ha. Ồ, thì ra đây là tác phẩm nghệ thuật của S.D. Prabandono á cả nhà. Cái này lấy ý tưởng từ cái tay nải của người ngày xưa. Khi mà xếp chồng lên thế này á, khi mà mình đứng ở trên cao á, mình có thể nhìn thấy mọi thứ từ xung quanh. Đó là cái ý nghĩa của cái tác phẩm này. Mới đi có một chút mà mình cũng thấy khá là mỏi chân rồi. Như các bạn có thể thấy thì bên ngoài á, người ta đặt những cái quầy để check in là thủ tục. Còn bên phía bên trong, đây có một cái khu vực. Cái khu vực giống như kiểu là cái công viên thu nhỏ vậy đó cả nhà. Và dọc cái con đường này á, là những cái quán ăn. Để mình quay cho cả nhà xem ha. Đây đây cả nhà. Có rất là nhiều sự lựa chọn từ món Indo tới món Trung, món Hàn, món Nhật. Mà hoa cũng như là tất cả các cây xanh trong cái khu vườn nhỏ này á cả nhà đều là cây thật hết, không phải là cây giả đâu ạ. Và nhìn sơ quá thì cái này là ý kiến của cá nhân mình thôi nha. Mình thấy đây là những cái loại cây mà giúp thanh lọc không khí rất là tốt luôn ấy. Rất là phù hợp với những nơi có đông đúc người qua lại như ở sân bay này. Thank you.
Wow, có nguyên một trạm ATM các loại ở đây rất là tiện cho khách hàng. Và cũng xin chia sẻ thêm với cả nhà là nhà ga số 3 này á, chỉ mới được xây dựng vào năm 2016. Mục đích của việc xây dựng nhà ga này là nhằm để tăng cái khả năng phục vụ cũng như là tăng cái trải nghiệm, cái sự yêu thích của khách hàng. Chưa dừng lại ở đó, cả nhà có thể thấy thì ngay đây á, là cái bản quy hoạch cho cái nhà ga trong tương lai sắp tới hứa hẹn sẽ quy mô và hoành tráng hơn nữa. Nhìn cái bản thiết kế mà mình đã rất là u mê, rất là kết rồi á các bạn. Cùng mình chờ xem diện mạo mới của nhà ga này nhé. Mình xin hứa là nếu như mà có nhiều sự thay đổi thì lần tới mình sẽ lại làm video ở đây. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống tầng dưới nha các bạn. Cái nhà ga này được thiết kế bằng kính và kim loại là chủ yếu nên là ngoài tạo cái vẻ sang trọng hiện đại ra thì nó còn giúp mình rất là dễ quan sát. Mình nhớ không nhầm thì tổng diện tích của cái sân bay Sukarno Hatta này là rơi vào khoảng hơn 18.000 hecta. Đây mới là nhà ga số 3 thôi, còn cái nhà ga số 1, số 2 nữa. Mà việc di chuyển từ nhà ga này qua nhà ga kia chắc cũng phải gần 4 cây số. Bởi vậy mà trong đây á, người ta có cái dịch vụ tàu điện riêng cao. Trong tập trước thì mình đã có review rồi á. Nếu bạn nào chưa xem thì mình sẽ để cái link ở bên trên video nha. Bởi cái nhà ga này nó hiện đại và rộng lớn như thế này nên là mình cũng không bất ngờ khi mà cái khả năng phục vụ của nó có thể lên tới 25 triệu lượt khách mỗi năm luôn á các bạn. Mình đã dành hàng giờ đồng hồ để đi quanh cái khu vực ở trong nhà ga thứ ba này á các bạn. Thật sự nó rất là rộng luôn. Cả nhà thấy cái lúc mà mình đi á, trời còn đang nắng mà bây giờ là mọi ở ngoài sân thì cũng lên đèn hết cả rồi nè. Thật sự mình thấy là cái sân bay này rất là đẹp luôn á cả nhà. Là một trong những sân bay mà mình rất là ấn tượng. Hy vọng là lần tới các bạn có dịp ghé check in khu vực này nhé. Giờ thì mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà từ nãy giờ đã xem video của mình. Đừng quên ủng hộ mình bằng một nút đăng ký, like và share. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.